Hello các bạn, nay rất là vui, ngày rất đẹp trời, thì họ được đi lên tận mắt nhìn các bà con nông dân của làng hoa Sa Đéc mình trồng những cái mét cỏ tươi thắm đó, để có được những cái mét cỏ đẹp tươi thắm để về cung cấp cho cả nước. Thì hôm nay cũng khá là vinh dự được đài truyền hình VTV của Trung ương đến ghi hình để nhằm quảng bá thương hiệu của làng hoa Sa Đéc, cỏ Dung Dịch Sa Đéc, cũng như là làng hoa Sa Đéc chúng ta, để càng ngày được tất cả các bạn hàng ở trong nước cũng như ngoài nước biết đến. Và khi họ có nhu cầu mua cây kiểng hoặc là các loại cỏ thảm thì sẽ đến làng hoa Sa Đéc để mua cho bà con nông dân chúng ta. Hiện tại thì trước mặt của quý vị là những người nông dân rất là dễ thương, bà con ở trong làng hoa Sa Đéc của các xã lân cận giáp danh, họ đang trồng nhân giống ra những cái mét cỏ khá là đẹp đó. Thì các bạn đang thấy này, thì các cỏ đang được trồng bằng phương pháp là nhân đôi đó. Thì em thì cũng xin giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Hùng, là chủ của cơ sở hoa kiểng Hùng Thi ở làng hoa Sa Đéc, cũng là chủ của khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi ở làng hoa Sa Đéc. Thì nghề chính của em là nghề cung cấp hoa kiểng cỏ thảm đã hơn 3 đời rồi. Thì đây là hôm nay em trực tiếp đi tham quan là các cái cánh đồng họ bà con mình đang nhân cỏ là để trồng đó. Bên đây là VTV đang tác nghiệp, các bạn thấy không? Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Tại sao là đài truyền hình Hà Nội đang quay phim tác nghiệp? Khá là nhiều các chị em phụ nữ có công ăn việc làm cũng khá là ổn định với cái nghề trồng cỏ này ở làng hoa Sa Đéc. Thì hôm nay rất vui, em cũng được vinh dự tháp tùng đoàn của đài truyền hình VTV Hà Nội để quay các cái cỏ Dung Dịch, một sản phẩm khá là bán chạy tại làng hoa Sa Đéc trên 20 năm rồi. Và em là Nguyễn Hùng, cơ sở hội kiểng Hùng Thi ở làng hoa Sa Đéc, thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhận cung cấp cỏ thảm, cây kiểng, cây công trình, cây xanh đô thị tại làng hoa Sa Đéc, nhất là các mặt hàng cỏ Dung Dịch của chúng ta. Quá trời cảnh tượng hùng vĩ. Đây, cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn theo rất tuyệt vời. Và các bạn nhớ thấy kênh mình hay, nhớ subscribe cho mình, cho mình cái đăng ký nha. Cỏ đè hả cô? Hôm nay mới có dịp đi ra ruộng để quay phim các cây người đẹp trồng cỏ. Hùng Thi hôm nay mới có dịp đi. Hùng Thi là ít có ra, thường thường mấy bạn nhân viên của Hùng Thi đi mà. Hùng Thi thì ở nhà nó lên đơn, còn mấy bạn đó bên đội truyền thông của Hoa Kiểng Hùng Thi. Hôm nay được tháp tùng cái đoàn của đài truyền hình VTV nha các bạn. Bên kia là biên tập viên Lan Anh khá là nổi tiếng đang ghi hình. Đúng rồi, hôm nay lên đài Hà Nội VTV truyền hình Việt Nam mà. Rất là vui. Rồi các bạn có mua cỏ thảm ở Sa Đéc thì điện cho Hùng Thi qua số hotline khá là quen thuộc 0918708995. Qua kiểu Hùng Thi nhận cung cấp cỏ thảm toàn quốc. Hôm nay là tác nghiệp cùng với đài truyền hình Việt Nam VTV. Dù bay luôn rồi, hai ba mất tiêu cái dù rồi. Phía sau lưng em là đội truyền thông của Hoa Kiểng Hùng Thi. Rất tuyệt vời các bạn. Rồi, bye bye các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh cho mình. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Có mua cỏ thì gọi cho Hùng Thi qua hotline 0918708965. Cảm ơn các bạn rất nhiều.